được dự báo là những ngành học hot với cơ hội nghề nghiệp đắt giá nhất hiện nay. Ngành cử nhân công tác xã hội và cử nhân tâm lý học tại khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng sẽ đem đến cho sinh viên những kiến thức và trải nghiệm thú vị trong 4 năm trên giảng đường đại học. Với ngành công tác xã hội, sinh viên được cung cấp những kiến thức và kỹ năng để trở thành nhân viên cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức như bệnh viện, trường học, các tổ chức công và phi chính phủ. Với ngành tâm lý học, sinh viên có cơ hội trở thành những chuyên viên tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, cán bộ phụ trách nhân sự hay nhân viên chuyên trách tâm lý trong các tổ chức trong và ngoài chính phủ. Bên cạnh đội ngũ giảng viên có thâm niên, trình độ và kinh nghiệm tốt nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới, mối quan hệ bền chặt và thường niên với các trường đại học lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada và các cơ sở tâm lý trong cả nước của khoa tâm lý giáo dục sẽ mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội thực hành và trải nghiệm kiến thức bổ ích. Khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, địa chỉ đáng tin cậy, giúp những ước mơ được làm công việc có ích nhất trong xã hội trở thành hiện thực.